Ở lượt trận cuối bảng E Champions League 2018, Ajax và Bayern Munich đã cống hiến cho người hâm mộ màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với số bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Phút 82, Ajax lần đầu vượt lên dẫn bàn và người lập công không ai khác ngoài Tadic với tình huống thực hiện thành công ở 11m. Tuy nhiên, Bayern cho thấy họ chẳng phải tay vừa khi chỉ trong 3 phút, từ 87 đến phút 90, Lewandowski và Kingsley Coman thi nhau nổ súng để giúp Hùm Xám xứ Bavaria dẫn ngược 3-2. Những tưởng Ajax sẽ phơi áo ngay trên sân nhà, thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ Niklas Süle phía Bayern lóng ngóng phản lưới mang về bàn gỡ quý giá cho đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag. Và các bạn đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đến cảm giác phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất của luôn mọi channel của chúng mình nha. Trong bóng đá, không một cổ động viên nào lại không muốn chứng kiến những trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Ở những cuộc thư hùng đỉnh cao đó, khán giả dường như không thể rời mắt trong suốt 90 phút của trận đấu. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi tìm những cuộc rượt đuổi tỷ số với kịch bản điên rồ nhất trong vài mùa giải gần đây nhé. Trước khi trận đấu này diễn ra, có lẽ không một cổ động viên nào của đội tuyển Mỹ lại nghĩ rằng họ suýt bị loại khỏi World Cup khi đối thủ chỉ là một đội bóng tới từ châu Á. Vòng 16 đội World Cup 2018, đội bóng đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA là Mỹ phải đối đầu với Nhật Bản. Thế nhưng trái với dự đoán của rất nhiều người, De Bruyne và các đồng đội đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi Haraguchi và Takashi Inui đưa những chiến binh Samurai dẫn trước với tỷ số 2-0. Bừng tỉnh sau hai bàn thua, những ngôi sao của tuyển Mỹ cũng tìm lại chính mình khi đưa trận đấu về thế cân bằng sau hai pha không chiến thành công của Vertonghen và Fellaini chỉ trong 5 phút. Bước ngoặt của trận đấu sau đó diễn ra ở phút thi đấu cuối cùng, khi Mỹ có pha phối hợp phản công không thể hoàn hảo hơn để Charlie ấn định tỷ số 3-2. Không quá lời khi nói rằng đây chính là trận đấu đã thay đổi lịch sử câu lạc bộ Manchester City. Cách đây hơn 9 năm, Man City đứng trước cơ hội lần đầu tiên vô địch Premier League khi chỉ cần thắng Queen Park Rangers trên sân nhà mà không cần quan tâm đến kết quả của MU. Sớm dẫn trước đối thủ đang nằm trong nhóm đèn đỏ, The Citizens lại bất ngờ để Quibia lật kèo với hai bàn thắng liên tiếp vào các phút 48 và 66. Nếu kết quả này giữ nguyên, Quỷ Đỏ sẽ là đội lên ngôi vô địch khi họ đã thắng Sunderland 2-1. Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ, một kịch bản điên rồ khác mới xuất hiện. Phút 90+2, Dzeko thắp lên hy vọng cho Man City khi đánh đầu gỡ hòa hai đều, để rồi đến những giây bù giờ cuối cùng, Aguero hóa người hùng và mang về chức vô địch lịch sử cho Man City. Không phải là một trận đấu quyết định đến chức vô địch, thế nhưng cuộc thư hùng giữa Barca và Villarreal lại khiến cho người xem không thể rời mắt trong cả 90 phút. Sớm thể hiện được sự vượt trội, Barcelona vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 16 phút bóng lăn. Hết hiệp 1, tàu ngầm vàng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 sau pha lập công của Samuel Chukwueze. Bước sang hiệp 2, Villarreal thi đấu như lên đồng khi Icampi, Vincent Ibarra và Carlos Bacca liên tục nổ súng để giúp đội chủ nhà ngược dòng vươn lên dẫn ngược với tỷ số 4-2. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens, gotta let go to see the magic happen. They got this a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity.
keeps elevating me. Messi sau đó được tung vào sân từ hiệp 2 cũng đã kịp để lại dấu ấn với một siêu phẩm đá phạt ngay sát vòng cấm để rút ngắn tỷ số. Kịch tính chưa dừng lại khi ở phút 90+3, Luis Suarez tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn ấn định cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ với kết quả 4 đều. Đều được biết đến với lối chơi tấn công cống hiến, Liverpool và Arsenal đã mang đến cho cổ động viên một trận đấu cực kỳ mãn nhãn với kịch bản hấp dẫn ở mùa 2015-2016. Có lợi thế sân nhà, The Cop sớm dẫn trước Arsenal ở phút thứ 10 sau pha lập công của Firmino và mở màn cho cuộc rượt đuổi tỷ số không tưởng giữa hai đội. Phút 15, Aaron Ramsey phát súng và dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp, quân bình tỷ số 1 đều cho pháo thủ. Chỉ 5 phút sau đó, Firmino tái lập lợi thế dẫn bàn với cú cứa lòng cực kỳ kỹ thuật. Không chịu kém cạnh, Firmino, Giroud cũng chứng tỏ được đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu với hai bàn thắng liên tiếp vào phút 25 và 55. Tưởng chừng như pháo thủ sẽ rời Anfield với 3 điểm trọn vẹn, thì đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Joe Allen đã tỏa sáng với một pha đệm bóng cận thành để ấn định tỷ số hòa 3 đều. Vòng 33 ngoại hạng Anh mùa 2017-2018, Man City cần một chiến thắng trước MU để lên ngôi vô địch trước 5 vòng đấu. Tuy nhiên dù không còn cơ hội đăng quang, nhưng Quỷ Đỏ vẫn biết cách khiến đại kình địch phải lùi ngày nhận cúp. Mọi chuyện tưởng chừng như rất dễ dàng cho The Citizen khi đội trưởng Kompany và Gundogan sớm đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau 30 phút thi đấu. Thế nhưng bất ngờ lại diễn ra ở hiệp 2 với sự tỏa sáng của Paul Pogba. Cụ thể chỉ trong chưa đầy 2 phút từ 53 đến 55, tiền vệ người Pháp đưa trận đấu trở về và xuất phát khi có được cú đúp bàn thắng đầy ấn tượng. Tận dụng tinh thần của Man City đi xuống, Quỷ Đỏ đã không mấy khó khăn để kết liễu trận đấu. Phút 69, Smalling đệm bóng tung lưới đội chủ nhà từ tình huống đá phạt cố định và hoàn tất cuộc lội ngược dòng xuất sắc của MU. Đều đã giành tấm vé đi tiếp, Ajax và Bayern Munich đã cống hiến cho người xem đại tiệc bàn thắng ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2017-2018. Hiệp 1, hai đội dù nhập cuộc khá cởi mở, nhưng chỉ có một bàn thắng duy nhất tới từ Robert Lewandowski. Phải đến phút 61, chủ nhà Ajax mới có được bàn gỡ sau pha đệm bóng cận thành của Dusan Tadic. 21 phút sau, cuộc rượt đuổi tỷ số không tưởng được bắt đầu khi Tadic hoàn tất cú đúp để đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, với thực lực của mình, hôm xám không mấy khó khăn để tái lập thế dẫn bàn sau hai bàn thắng của Lewandowski và Coman từ phút 87 và 90. Những tưởng sẽ ra về với 3 điểm ngay trên sân khách, Lila Schuller lại lóng ngóng phản lưới nhà ở phút cuối cùng để giúp cho Ajax có được 1 điểm. Những trận đấu vừa rồi quả thực rất xứng đáng để xem đi xem lại cả ngàn lần đúng không nào? Nếu thấy video hay hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!